mãi mãi 6 tuổi, vụ án Hoa hậu Nhí bị sát hại, gây ám ảnh nước Mỹ. Hoa hậu Nhí Jean-Benet Ramsey chỉ mới 6 tuổi khi em bị hành hung và siết cổ tại ngôi nhà của gia đình ở bang Colorado, Mỹ. Hơn 1/4 thế kỷ trôi qua, hung thủ sát hại Ramsey vẫn là một bí ẩn gây ám ảnh nước Mỹ. Jean-Benet Ramsey sinh năm 1990, từng tham gia một loạt cuộc thi sắc đẹp cho thiếu nhi. Cô bé đã giành được danh hiệu Hoa hậu Nhí Colorado, Hoa hậu Nhí Challenge Voice và Hoa hậu siêu nhí toàn quốc. Mẹ của cô bé, Pashi, cũng từng là Hoa hậu West Virginia. Khi Ramsey được báo cáo mất tích vào ngày sau lễ Giáng sinh năm 1996, vụ án gây xôn xao mọi tờ báo lá cải lúc bấy giờ, ngay cả trước khi thi thể của cô bé 6 tuổi được tìm thấy dưới tầng hầm. Lúc đó, ít ai ngờ vụ án không thể phá giải trong suốt 3 thập kỷ. Gia đình Ramsey ở thành phố Boulder, bang Colorado khá bề thế. Bố mẹ em giàu có và thu hút. Hơn nữa, Joan Bennett không chỉ là bé gái bình thường, mà là một nữ hoàng sắc đẹp nhí. Nét đẹp riêng biệt của nạn nhân nhỏ tuổi đã in sâu vào tâm trí công chúng Mỹ và gây ám ảnh cho đến ngày nay. Nhưng chưa có ai bị bắt trong vụ án và hung thủ vẫn là ẩn số. Hãy cùng nhìn lại các mốc thời gian trong án mạng này. Ngày 26 tháng 12 năm 1996, Joan Bennett được phát hiện tử vong. Mẹ của em, bà Pashi, gọi vào đường dây nóng 911 lúc 5 giờ 52 phút sáng để báo tin rằng con gái mất tích ở ngôi nhà trên đường số 15. Cùng sinh sống tại đây là người bố John và anh trai Burke của Hoa hậu Nhí. Bà Pashi nói với nhà chức trách rằng bà tìm thấy một thư tống tiền viết tay ở cầu thang, đòi tiền chuộc là 118.000 đô la, bằng đúng với tiền thưởng của người chồng John. Nhà điều tra đánh giá bức thư có nhiều điểm bất thường. Cựu cảnh sát Fred Patterson chỉ ra: thứ nhất, bức thư rất dài, tận 3 trang. Tôi đã tham gia phá nhiều vụ án mất tích với FBI và hầu hết các thư tống tiền rất ngắn gọn, súc tích, đưa ra những hướng dẫn rất cụ thể, gần giống như những gạch đầu dòng vậy. Tôi chưa từng nhìn thấy thư tống tiền yêu cầu chính xác một số tiền, 118.000 đô la. Mặc dù căn nhà từng được rà soát nhiều lần, thi thể của John Bennett chỉ được người bố tìm thấy dưới hầm rượu sau 1 giờ chiều ngày 26 tháng 12. Khi đó, cảnh sát yêu cầu ông John tìm kiếm quanh nhà một lần nữa trong lúc đang chuẩn bị tiền chuộc. Nạn nhân John Bennett được phát hiện nằm ngửa, hai cánh tay bị trói bằng dây thừng phía trên đầu, một sợi dây khác quấn quanh cổ, một mẫu ống nước màu đen ngán ngàn miệng. Do ban đầu hiện trường vụ án được xử lý như một vụ bắt cóc chứ không phải án mạng, rất nhiều người đã ra vào ngôi nhà, do đó không loại trừ khả năng một hoặc một vài bằng chứng đã bị che giấu hoặc làm hư hại. Vài ngày sau án mạng, gia đình của John Bennett tình nguyện lấy mẫu ADN phục vụ công tác điều tra. Trong quyển sách của cựu cảnh sát trưởng John Wesley Anderson, ông đính kèm một báo cáo của CBI vào ngày 15 tháng 1 năm 2007, dường như cho thấy mẫu ADN của một người đàn ông chưa rõ danh tính. Chi tiết này đã khiến cảnh sát loại gia đình của John Bennett ra khỏi vòng nghi vấn. Ngày 29 tháng 12 năm 1996, gia đình bay về quê nhà của họ ở Atlanta. Hoa hậu Nhí được chôn cất tại thành phố Marietta, bang Georgia vào dịp năm mới. Ngôi mộ nằm ngay bên phải nơi an nghỉ của Elizabeth, người chị cùng chung nửa dòng máu với John Bennett, qua đời trong tai nạn ô tô năm 1992. Tháng 1 năm 1997, bố mẹ John Bennett trả lời cuộc phỏng vấn truyền hình đầu tiên. Sau vụ án, bố mẹ John Bennett từ Atlanta đã trả lời phỏng vấn lần đầu tiên trên đài CNN vào ngày đầu năm mới năm 1997. Lúc bấy giờ, cảnh sát thành phố Boulder khẳng định rằng hung thủ hiện không lẩn trốn. Nhưng bà Pashi bác bỏ. Bà tuyên bố, hung thủ vẫn chưa bị sa lưới. Nếu tôi là cư dân Boulder, tôi sẽ khuyên bạn bè nên giữ chặt con nhỏ bên mình, rằng có một kẻ nguy hiểm còn nhẫn nhơ ngoài kia. Người mẹ nói thêm, người Mỹ đang chịu đựng vì đánh mất niềm tin vào các gia đình Mỹ. Chúng tôi là gia đình theo Thiên Chúa giáo và không làm trái điều răn dạy. Chúng tôi yêu thương các con và không làm điều gì gây hại tới bọn trẻ. Cuộc phỏng vấn không nhận về phản ứng tích cực từ cảnh sát Boulder. Thay vào đó, họ đưa 5 điều tra viên tới Atlanta. Cảnh sát được cho là bị sốc khi gia đình nói rằng họ quá xúc động để bị thẩm vấn. Thế nhưng sau đó họ đã xuất hiện trên đài CNN. Theo CBS, một số nhà nghiên cứu vụ án hình sự cho rằng
việc nhà Ramsay không nhiệt tình tham gia phá án lúc ban đầu là điều bất thường, vì hầu hết các gia đình trong tình huống như vậy thường rất mong muốn giải quyết vụ án. Tháng 4 năm 1997, bố mẹ nạn nhân được xác định là nghi phạm chính. Ngày 19 tháng 4 năm 1997, văn phòng công tố Harper xác định bà Pasi và ông John Ramsay là những nghi phạm chính trong cuộc điều tra. Rõ ràng, trọng tâm đang nhắm vào hai người này, trưởng công tố Alex Hunter khi đó cho biết. Vào tháng trước, một chuyên gia phân tích chữ viết tay đã loại trừ ông John là người viết thư tống tiền, nhưng không loại trừ bà Pasi. Vợ chồng Ramsay không chính thức trả lời thẩm vấn cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1997. Và ít lâu sau, họ đã tổ chức họp báo để khẳng định bản thân vô tội. Tháng 7 năm 1997, công bố kết quả khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm tử thi John Bennett được gỡ niêm phong vào ngày 14 tháng 7 năm 1997. Nhà điều tra đã tìm thấy một vết thắt sâu quanh cổ nạn nhân và một vết khác quanh cổ tay phải. Bằng chứng cho thấy bé gái đã bị trói và siết cổ. Máu và vết trầy xước được tìm thấy ở vùng kín. Nạn nhân đã bị đánh vào đầu, gây chảy máu và hộp sọ bị nứt 8,5 inch. Báo cáo khám nghiệm tử thi cho biết. Tháng 3 năm 1998, đại bồi thẩm đoàn được triệu tập. Một đại bồi thẩm đoàn được triệu tập năm 1998. Cùng năm đó, một thanh tra thành phố Colorado Springs nộp đơn từ chức để phản đối việc xử lý vụ án. Các bồi thẩm viên đã dành nhiều tháng để xem xét bằng chứng, bao gồm mẫu ADN, cuộc gọi 911 và một con gấu bông. Cũng vào năm 1998, nhà điều tra thẩm vấn anh trai của John Bennett là Burke, cậu 9 tuổi vào lúc em gái bị sát hại. Tháng 10 năm 1999, đại bồi thẩm đoàn giải tán. Đại bồi thẩm đoàn đã bị bãi nhiệm vào năm 1999 khi văn phòng công tố Hạt xác định không có đủ bằng chứng để đưa ra bất kỳ cáo buộc nào. Năm 2013, tờ báo địa phương Boulder Daily Camera đưa tin, vào năm 1999, đại bồi thẩm đoàn đã bỏ phiếu truy tố John và Pasi Ramsay về tội lạm dụng trẻ em dẫn đến tử vong. Nhưng trưởng công tố Alex Hunter quyết định không có đủ bằng chứng để buộc tội và không ký vào bản cáo trạng. Cùng năm 1999, Burke, anh trai 12 tuổi của John Bennett, bị loại khỏi danh sách nghi phạm. Năm 2000, gia đình xuất bản sách tuyên bố vô tội. Hai vợ chồng John và Pasi Ramsay đã xuất bản một cuốn sách bestseller của New York Times vào năm 2000 với tựa đề The Death of Innocence. Trong một cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhà báo Barbara Walters, gia đình vẫn kiên quyết khẳng định rằng không ai trong nhà họ đã sát hại John Bennett. Năm 2003, thẩm phán bác một đơn kiện chống lại John và Pasi Ramsay. Vào tháng 4 năm 2023, thẩm phán Julia Karnes ở Atlanta bác một đơn kiện dân sự liên bang chống lại ông John và bà Pasi Ramsay sau khi kết luận các bằng chứng ủng hộ giả thuyết về một kẻ xâm nhập là hung thủ sát hại John Bennett. Đến tháng 12 cùng năm, mẫu ADN tìm thấy tại hiện trường đã được gửi đến cơ sở dữ liệu của FBI. Các xét nghiệm máu trước đó cho thấy mẫu máu là của một người đàn ông không có quan hệ họ hàng với gia đình Ramsay. Năm 2006, bà Pasi qua đời, một giáo viên thú nhận gây án. Bà Pasi qua đời vì ung thư vào năm 2006. Cùng năm đó, John Markha, một giáo viên 41 tuổi, thú nhận đã sát hại Hoa hậu nhí. Người đàn ông này bị bắt ở Thái Lan, áp giải về Mỹ, nhưng sau đó không bị buộc tội vì ADN không khớp với các mẫu tìm thấy tại hiện trường. Năm 2008, gia đình Ramsay được chứng minh vô tội thông qua ADN cảm ứng. Năm 2008, những tiến bộ mới trong công nghệ Touch DNA. Đây là một phương pháp pháp y để phân tích ADN tại hiện trường vụ án. Nó được gọi là ADN cảm ứng vì chỉ yêu cầu các mẫu vật rất nhỏ, ví dụ như từ các tế bào da còn lại trên một vật thể sau khi nó được chạm vào hoặc từ dấu chân. Công nghệ ADN mới đã khiến cảnh sát khẳng định gia đình Ramsay vô tội và gửi thư xin lỗi. Nhưng một bộ phận công chúng vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Trong những năm sau đó, gia đình đã tiếp tục đòi công lý. Năm 2015, ông John Ramsey lại ngồi lại với nhà báo Barbara Walters để xem xét lại vụ án. Đến năm sau đó, con trai ông, Bert Ramsey, đã trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Anh nói, gần 20 năm qua, tôi muốn lớn lên như một đứa trẻ bình thường, không suốt ngày xuất hiện trước sóng truyền hình. Bert, khi đó 29 tuổi, đã giải bày trong một cuộc phỏng vấn có tên Trò chuyện với tiến sĩ Phil, một show truyền hình của Mỹ. Khi đó Bert cũng một lần nữa tuyên bố mình vô tội. Cha của John Bennett đã nhiều lần kiến nghị chính quyền Colorado xét nghiệm ADN mới và làm việc chi tiết hơn trong nỗ lực tìm ra kẻ sát hại con gái mình. Năm 2016, Bert Ramsey kiện chuyên gia pháp y. Ngày 6 tháng 10 năm 2016, Bert Ramsey đệ đơn kiện chống lại nhà nghiên cứu bệnh học pháp y, tiến sĩ Werner Spitz, đòi bồi thường 150 triệu đô la. Vụ kiện bắt nguồn từ việc đài CBS phát sóng phim tài liệu gồm hai phần về vụ sát hại John Bennett. Trong đó, tiến sĩ Spitz đưa ra giả thuyết Bert Ramsey đã đoạt mạng em gái mình. Ngày 30 tháng 11, tiến sĩ Spitz nộp đơn kháng lại, lập luận rằng ông đang bày tỏ quan điểm của mình. Điều này được cho phép theo tu chính án thứ nhất. Trên đài CBS, ông Spitz và một số cựu nhân viên điều tra cho rằng, thông qua các bằng chứng, có thể đặt giả thuyết như sau. Gia đình Ramsey trở về nhà sau bữa tối Giáng sinh năm 1996 và người bố John đã bế John Bennett lên tầng để đi ngủ, trong khi người mẹ Patsy cho Bert, 9 tuổi, ăn dứa trong phòng bếp ở tầng dưới. John Bennett sau đó rời phòng ngủ xuống phòng bếp và cố gắng lấy vài miếng dứa của anh trai. Bert đã tức giận và nắm lấy đèn pin gần đó, đánh vào đầu em gái. Giả thuyết này nhấn mạnh rằng cái chết của cô bé không phải là hành vi cố ý mà là một tai nạn bi thảm. Công tố viên năm 2003 kết luận rằng ADN tìm thấy trong quần lót của John Bennett không trùng với bất cứ thành viên nào trong gia đình, từ đó loại trừ khả năng nhà Ramsey có dính líu đến vụ việc. Tuy nhiên, các chuyên gia kết luận nói trên đài CBS rằng bằng chứng ADN đó không có giá trị pháp lý và cô bé không bị tấn công tình dục. Họ cho rằng ADN có thể đã được ngụy tạo. CBS cũng tiết lộ rằng Bert từng nổi giận đánh em gái bằng gậy golf, khiến cô bé có sẹo trên mặt một năm trước khi bị sát hại. Tức giận với chương trình của CBS, vào ngày 28 tháng 12 năm 2016, Bert Ramsey đệ đơn kiện nhà đài và một số người khác về tội phỉ báng, đòi bồi thường 750 triệu đô la. Năm 2016, Bert nói rằng lần cuối nhìn thấy em gái lúc cô bé ngồi cùng ô tô với cả nhà khi họ lái xe về nhà ở Boulder. Trong đêm cô bé bị sát hại, Bert không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Điều đầu tiên tôi nhớ đó là mẹ tôi như phát điên trong phòng. Bà liên tục nói, lạy Chúa, rồi chạy quanh phòng tôi tìm Joe Bennett. Bert nhớ lại. Điều tiếp theo tôi nhớ là một cảnh sát đến phòng tôi, chiếu đèn pin tìm kiếm. Lúc đó Bert vẫn ở yên trên giường vì cảm thấy ở đó an toàn hơn. Tôi cho là mình thuộc tuýp người không thích xung đột và lựa chọn né tránh tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau đó Bert quyết định xuống cầu thang đi tới phòng bếp nơi mọi người đang tụ tập và được thanh tra cho biết em gái đã mất tích. Họ nói rằng cô bé đang mất tích, còn tôi thì cố nghĩ theo hướng tích cực. Tôi bảo có khi nó đang trốn ở đâu đấy, các chú đã kiểm tra hết nhà chưa, có lẽ nó đang trốn bên ngoài, Bert nói. Bố đưa Bert tới nhà một người bạn. Ở đó ông nói cho Bert biết em gái đã chết. Bố nói rằng con bé lên thiên đường rồi. Và tôi bắt đầu khóc. Tôi nghĩ là lúc đó tôi không nói gì cả. Bert hồi tưởng. Lúc đó tôi không tin con bé thực sự đã chết. Tháng 11 năm 2022, vụ án được điều tra tích cực. Vào tháng 11 năm ngoái, cảnh sát thành phố Boulder và văn phòng công tố hạt đã đưa ra thông cáo về cuộc điều tra vụ án John Bennett đang tiếp tục diễn ra. Họ nói sẽ tham khảo ý kiến của nhóm đánh giá các vụ án bế tắc Cold Case ở Colorado năm 2023. Nhà chức trách cho biết, kể từ khi John Bennett bị sát hại, các nhà điều tra đã lần theo manh mối gồm hơn 21.000 đầu mối, thư và email. Chúng tôi đã đi đến 19 tiểu bang để thẩm vấn hoặc nói chuyện với hơn 1.000 cá nhân. Cảnh sát nói thêm rằng các nhà chức trách của Boulder cũng đang làm việc với FBI, CBI, Bộ An toàn Công cộng của Colorado và một số phòng thí nghiệm tư nhân trên toàn quốc. Thông cáo cho biết, số lượng bằng chứng ADN có sẵn để phân tích là cực kỳ nhỏ và phức tạp.
chúng tôi sẽ cộng tác với CBI và FBI và đã có một số cuộc thảo luận với các phòng thí nghiệm tư nhân về khả năng tiếp tục phân tích ADN thu được từ hiện trường vụ án và phân tích phá hệ di truyền. Bất cứ khi nào có công nghệ mới đã được chứng minh có thể kiểm tra pháp y một cách đáng tin cậy, thì việc phân tích bổ sung sẽ được tiến hành. Đến đây, chương trình Những Vụ Án Thế Kỷ kỳ này xin được phép khép lại. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.